đã canh tư rồi ư? Vậy là một đêm dài ta không ngủ được. Áo hoàng bào đã bạc màu theo năm tháng, xin y lộng lẫy đã phai màu. Thân phận ta ôi kiếp sống vật vờ, còn đâu nữa những tháng ngày mong tương. Ta Đàm Thái Hậu, vợ của Lý Cao Tông, ta cùng con trai của ta là đức vua Lý Huệ Tông đã bị Trần Thủ Độ đưa đến đây và sống ở hậu liêu chùa Phù Lạc này đã một năm dài. Ta sống trong cay đắng nhột nhằn, cuộc hận dòng hà lệ bằng tuôn dài để trên thôn. Hoàng Thái Hậu kêu xa, sống trong lúa là điện ngọc đi nga, lên ta mang tất cả phải cúi đầu lời dân. An dân trị quốc bao năm gì, xã tắc sơn hà thì trăm họ. Trời già bài ra cơn bão đông, mọi việc giống như cơn ác mộng. Kinh hoàng nhà Lý đã suy tàn, khiến ta đau xé tâm can. Từ thân phận của Hoàng Thái Hậu, ta trở thành là một thường dân, phải sống ẩn vật nơi phủ liệt từ này. Nhà Lý đã mất, tất cả là âm mưu của Trần Thủ Độ. Hắn từng bước thủ tâm quyền hành, hắn từng bước tiêu diệt nhà Lý. Ta đã thấy tham vọng của hắn từ lâu, và bản chất hiểm sâu độc ác cùng những kẻ trong thân tộc họ Trần, đã bao lần ta ngăn dòng phá tan để mong giữ vững cơ nghiệp tiên hoàng. Trần Thủ Độ rõ ràng là đại quả, điều ta lo sợ mi lâu sai ra rồi. Hắn em Quế Tông phải dường gọi cho Lý Chiêu Hoàng, gửi ta và con ta ra khỏi hoàng cung. Càng nhắc đến ta càng xoay gan căm giận. Trần Thủ Độ lập nên nhà Trần bằng cách tiêu diệt họ Lý dần dần. Mối hận thù này dù tháng dần không tan. Việc làm của hắn tàn ác như vậy đó, âm mưu của hắn nham hiểm như vậy đó, nhưng không một ai lên án hắn, không một ai nguyền rủa hắn. Nhưng ngược lại, tất cả dân chúng quần thần đều nguyền rủa ta, đều lên án ta. Cả đều cho rằng nhà Lý mất là do ta, vì ta, nên những lời lẽ cay độc ấy cứ trút lên đầu của ta, vì họ cho rằng
ta là một người đàn bà tội lỗi. Bảo vệ giang sang nhà Lý mấy trăm năm. Không, ta không có tội. Ta không có tội. Ta không có tội. Nàng có tội. Lý Cao Tông là bệ hạ, là tiếng nói của người. Lý Cao Tông, bệ hạ. Phải, là ta đây. Bệ hạ, nàng có tội. Bệ hạ, bệ hạ hiện về đây gặp thiếp chỉ để nói với thiếp như vậy thôi sao? Bệ hạ, bệ hạ mà cũng cho thiếp là người có tội à? Từ ngày người rời khỏi trần gian, thiếp ta một mình nghiện dài danh giác giang san và Lý trước đại ngoại xong nổi loạn. Thiếp đã làm biết bao nhiêu điều tốt đẹp như vậy thì tại sao bệ hạ có thể như những người ngoài kia đảo lộn thị phi, bức tường đen trắng? Ta khẳng định nàng là người có tội. Được, nếu như bệ hạ đã cho thiếp là người có tội, vậy thiếp tội gì? Tội thứ nhất, tình dục ngoại thích. Quả xem trọng Đàm Dĩ Mông, để cho hắn ta nắm giữ quyền thái sư trong triều. Hắn ta là kẻ bất tài vô dụng. Bất tài vô dụng. Dĩ Mông là em ruột của thiếp. Dĩ Mông bất tài nhưng không phải là kẻ ác gian. Không mua đoàn chiếm trọn ngai vàng mà các vị tiên hoàng. Không tiếc máu xương bệnh gan bao dễ. Dĩ Mông một đời không kể nguy nan, đánh đuổi ngoại bang về tan phường đón đánh. Từng ngày nằm dài nêm mộng với kiều đình co gõ tất giả trung gian. Rất gan ta thảo ngược, và là người vô cùng nhu nhược. Nắm quyền trọng tay sẽ làm lụng lai dẫn nước, sẽ không bao giờ phụ được lòng dân. Không hung hăng không chân ác được người thần, cũng không thể nào an định được lòng dân. Người như Dĩ Mông khi ấy rất gần, cẩn thận dùng người chỉ bảo vệ non sông. Cứ cho là vậy đi. Còn chuyện thứ hai, ba hoàng tử là con của ta, cùng với các phi tần khác đã bị hoàng hậu bức tử khi tuổi đời còn non dài thì sao? Đó có phải là cách hoàng hậu bảo vệ ngay chặt cho họ Lý này không? Hãy trả lời đi. Phải không? Phải không? Phải. Thiếp độc ác, thiếp ích kỷ, nhưng tất cả thiếp cũng vì Huệ Tông con của chúng ta và vì giang sang nhà Lý. Thôi, nàng đừng ngụy biện cho mình nữa.
nàng hãy nhìn đi. Ba hoàng tử, con đừng, chặt người đi đi, đừng trừng mắt nhìn ta như thế, đừng trừng mắt nhìn ta như thế, đừng, không, đi đi, hoàng thượng ơi, hãy đưa các hoàng tử đi đi, đưa các hoàng tử đi đi, đi đi. Tại sao ra tay độc ác với các hoàng tử? Các ngươi còn nhỏ lắm, không biết đâu. Các ngươi không hiểu về chuyện sự thế. Ta đã vì cái chết của các ngươi mà đã ám ảnh ta bao nhiêu ngày nay rồi. Ta không bao giờ quên được chuyện xảy ra ngày hôm ấy. Trần Thị Dung, nghe ta tức thấy Trần Thị Dung từ Nguyên Phi xuống thành Ngự Nữ, nên hắn muốn kêu quân về tạo phản đây mà. Không được, không được rồi. Nếu hắn tiến quân vào thành, chắc chắn hắn sẽ trút phế ngôi thiên tử của con ta. Không thể được, bằng cách nào đây? Không thể được, không thể được. Chuyện gì? Dạ, bẩm hoàng thái hậu, quân của Trần Tử Khánh đã tiến lên bờ, chuẩn bị tấn công vào thành Thăng Long. Lui! Dạ. Tấn công vào thành Thăng Long rồi. Làm sao đây? Ta phải làm sao để bảo vệ ngai vàng cho con ta? Làm sao? Có rồi. Có rồi. Tiên hạ thủ di cường, ta phải cần ra tay để trừ khử ngay những ai là mầm họa sau này. Hiện nay trong cung còn lại ba hoàng tử cùng mang bên mình họ Lý như Huệ Long. Nếu tất cả màn dân sẽ không còn người tranh chỉ với Huệ Long, và ngai vàng sẽ là diệu kế. Nhất tiễn hạ sông điêu. Quân, dạ, hãy bắt Nhân Quốc Dương, Lục hoàng tử, Thất hoàng tử đem ra giếng dìm nước đến chết cho ta. Nếu ai chống lệnh, ta sẽ trừ di cử tộc. Thả ta ra! Thả ta ra! Cứu ta ra! Thả ta ra! Sao rồi? Tất cả đã chết hết chưa? Dạ bẩm thái hậu,
Tất cả đã chết. Xác chúng đâu? Dạ đây. Tại sao chúng lại mở mắt trừng trừng nhìn ta vậy? Quân! Dạ! Mang xác chúng ra cổng thành treo lên, làm gương cho quân Trần Tự Khanh. Nếu hắn dám tấn công vào thành, kẻ tiếp theo phải chết là Trần Thị Dung, em hắn. Dạ. Chuyện gì? Bản hoàng thái hậu, quân của Trần Tử Khánh đã rút khỏi thành Thăng Long. Lui. Dạ. Rút rồi. Đã rút quân rồi, không còn ai tranh giành ngôi báu với con ta nữa rồi. Kể từ đây không còn ai tranh giành ngôi báu với con ta nữa rồi. Sai, hậu thế sẽ luận bàn thiện hay ác, chính lương tâm hoàng hậu thấu rõ, quả báo trả chay, tất cả đều hiện hữu ở cõi đời này. Ngày nay ta không thấy Lý Huệ Tông con ta. Lý Huệ Tông! Tại sao cửa lại khóa gì vậy? Nhà sư, mở cửa ra đi! Lý... Con quại kia, bay đi! Hãy bay đi! Đừng kêu nữa! A-di-đà-phật, thưa lĩnh bà, Lý Huệ Tông đã băng hà. Nhà sư nói gì? Lý Huệ Tông con ta băng hà. Không thể được. Ta muốn gặp con ta. Hãy subscribe.
Trần Thủ Độ đã cho người bức tử Lý Huệ Tông. Trần Thủ Độ, người bức tử con ta, người bức tử con ta để dự trừ hậu quả. Trần Thủ Độ, ta căm hận người, ta quyền rủa người. Trần Thủ Độ, quả báo trả dai, ta giết con người, người giết con ta, ta giết con người, người giết con ta, ta giết con người, người giết con ta. Quả báo trả dai, ta giết con nay trần đổ bức tử con ta. Bệ hạ ơi, người nói đúng. Thuộc hạ của Trần Thủ Độ sắp đến đây, xin lệnh bà bảo trọng. Ta một cách dễ dàng đâu. Đàm thái hậu ta khi nhận ra quả báo trả dai, thì tất cả những người thân của ta đã không còn nữa. Xin tất cả mọi người hãy thư tha cho Đàm
Thái hậu này.